Nè, để hướng dẫn với em về cái đề tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023-2024 môn toán, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai. Rồi, đề này là 120 phút. Rồi, thì đề này có tổng cộng là 10 câu. Rồi, thì sẽ hướng dẫn cho các em làm cái đề này. Ta sẽ đi vào câu thứ nhất. Tính giá trị của biểu thức sao? Rồi. Chúng ta đi vào câu A trước. Ta có càng 81 chia 3. Càng 81 đó là chín bình phương. Chia cho 3 là căn của 9 phần 3 là 3. Rồi ta đi vào câu B. Rồi câu B. Ta có căn 16 trừ căn 9. Căn 16 là 4 bình phương. Căn 9 là 3 bình phương là bằng 4 trừ 3 là bằng. Rồi là chúng ta hoàn thành được câu 1. Giải các giải phương trình sau. Thì để giải được phương trình này chúng ta phải dùng phương pháp tri thức delta. Rồi phương trình có a bằng 3, b bằng 1, c bằng trừ 4. Rồi chúng ta sẽ test cái biểu thức delta bằng b bình trừ 4ac. B là một bình trừ 4 nhân 3 nhân cho trừ 4. Rồi nó bằng 1. 4 nhân 3 12. 12 nhân 4 là 48 bằng 49 dương. Vì delta dương nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x một, hai nghiệm phân biệt là x một bằng trừ b cộng căn delta chia hai a trừ một cộng căn 49 chia cho hai nhân 3 là trừ một. Căn 49 là căn của 7 bình, chia cho 6 là trừ một cộng 7 chia cho 6 là 16 bằng 6 là 11. Rồi ta đi vào x2. X2 là trừ b trừ căn delta chia 2a. Rồi nên là trừ 7 thì là trừ 8. Rút gọn là trừ, rút gọn cho 2 là trừ 4 bằng 3. Vậy chúng ta kết luận bài nghiệm của phương trình, tập nghiệm của phương trình là S nó bằng 1 chia trừ 4 3. Rồi chúng ta có thể giải cách khác, đó là phương trình có như thế này. Chúng ta dùng cái công thức đặc biệt trong sách giáo khoa và vì a cộng b cộng c bằng 3 cộng 1 cộng cho trừ 4 là bằng 0, nên phương trình có hai nghiệm là x1 cộng 1 và x2 là c chia a, c là bằng trừ 4 3. Rồi chúng ta kết luận. Rồi chúng ta đi vào câu 3. Câu 3 giải hệ phương trình sau. Thì chúng ta có hai cách giải, một là dùng phương pháp cộng, hai là dùng phương pháp thế. Thì thầy sẽ làm hai cách. Cách 1 là dùng phương pháp cộng. Phương pháp cộng nha.
trong đại số đó. Rồi cũng đang có x cộng y bằng 3, x trừ 4y bằng 8, thì chúng ta nhân ở trên cho 4 để nó tạo ra được cái dạng 4x cộng 4y bằng 12. Rồi chúng ta giữ cái dưới lại, chúng ta lấy 4x cộng x là 5x, 4y cộng trừ 4y bắt 12 cộng 8 là 20. Rồi chúng ta chia 5 số, 20 chia 5 là 4. Rồi chúng ta thay x bằng 4 ở cái dưới này. Rồi chúng ta tìm là y, thì đây là 4y sẽ bằng là trừ 4y sẽ bằng là 8 chia 4 là 4. Rồi tìm là y sẽ bằng là lấy 4 chia cho trừ 4 là bằng trừ 1. Rồi chúng ta kết luận là nghiệm của phương thể phương trình là S sẽ bằng là 1, 4 trừ 1. Rồi chúng ta đi vào cách 2. Cách 2 là chúng ta dùng phương pháp thế. Rồi, ở đây chúng ta sẽ để trên là phương trình 1, dưới là phương trình 2. Thì ta rút 1 trong hai phương trình thay vào phương trình còn lại, thì ta rút phương trình 1 đi. Rút y sẽ bằng là 3 trừ x. Rồi, chúng ta sẽ thay y bằng 3 trừ x vào 2, ta được x sẽ bằng 4 nhân y trừ 3 trừ x bằng 8. Rồi chúng ta nhân ra là x trừ 12 cộng 4x bằng 8. Thì chúng ta sẽ để x cộng 4x bằng 8 cộng 12, 5x bằng 20, x sẽ bằng là 4. Rồi chúng ta mới thay ngược lại, thay x bằng 4 vào y bằng 3 trừ x, ta được y trong 3 trừ 4 sẽ bằng là trừ 1. Rồi chúng ta kết luận về nghiệm của hai phương trình là okay. Rồi là chúng ta hoàn thành xong câu 3. Giờ chúng ta sẽ đi vào câu số 4. Gieo hai đồng xu căn đón vào đồng chất một lần, tính xác suất sao cho hai đồng xu xuất hiện mặt giống nhau. Rồi tức là chúng ta hiểu xác suất là giống nhau, tức là ở đây các kết quả có thể xảy ra khi gieo hai đồng xu là ví dụ sắp 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 ngửa, sắp 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 ngửa, ngửa sắp ngửa ngửa, thì tổng số kết quả có thể xảy ra là 4. Rồi số kết quả xảy ra hai mặt giống nhau, hai đồng xu xuất hiện hai mặt giống nhau là hai. Vậy xác suất tức là mình lấy cái số xuất hiện hai mặt giống nhau chia tổng số kết quả ha, xác suất để xảy ra hai mặt giống nhau là rồi lấy hai chia cho bốn, phút gọn là 2. Rồi là chúng ta vừa xong bài câu số 4. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu số 5.
Rồi câu thứ năm thế nào? Rút gọn biểu thức B. Rồi là có biểu thức B như thế này. Nè, rút gọn nó thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Điều kiện nó có rồi, chúng ta sẽ quy đồng bổ sung là căn x cộng 1, căn x trừ 1 thì nhân đây cho căn x trừ 1, dưới đây là căn x cộng 1, căn x trừ 1. Rồi bên này chúng ta sẽ nhân cho căn x cộng 1. Rồi ở bên này chúng ta sử dụng hàng đẳng thức. Rồi chúng ta sẽ lấy tử trừ tử cộng tử chia cho mẫu. Rồi chúng ta phá cái mặt ở trên tử để rút gọn thì dấu trừ phá là đổi dấu. Rồi chúng ta rút gọn ở dưới cái rút gọn cái tử là hai căn x trừ hai thì chúng ta sẽ đem hai ra ngoài còn lại là căn x trừ một. Rồi chúng ta rút gọn căn x trừ một. Rồi vậy chúng ta gọi thành câu A kết luận phải B bằng hai chia căn x cộng một với ít lớn hoặc không cách một. Rồi ta đi vào câu B. Câu B nó kêu tìm gì? Tìm các giá trị của x để B bằng 3. Rồi như vậy ta có cái gì đây? Thì theo câu A nó có hai là B như thế này. Đó là theo câu A ta có B như thế này. Rồi thì theo đề bài B bằng 3 thì tương đương với 2 chia căn x cộng 1 bằng 3. Rồi ta giải phương trình này ra. À, cái mẫu dương chúng ta quăng qua 2 nhân 3 1 nhân căn x bằng 1, 2 nhân 3 bằng 1 nhân căn x bằng 1 thì cái này tương đương với căn x cộng 1 sẽ bằng 6, căn x cho bằng 6 trừ 1 bằng 5, x bình thường là x cho bằng 25, tỏa x lớn bằng con các 1. Rồi như vậy chúng ta kết luận vậy x bằng 25 là giá trị cần tìm. Chúng ta đi vào bài số 6. Số 6 như thế nào? Cho hàm số y bằng mx cộng m trừ 1 tìm các giá trị của m để đồ thị hàm số các trục tung tại điểm có tung độ bằng 5. Tức là các trục tung là mình hiểu như thế nào? Đây này, ví dụ hàm số là một cái đường thẳng đó, OIC. Cái đường thẳng này cắt cái trục tung là trục OI tại cái điểm M này nè, có tung độ là 5, tức là x M là hoành độ, tung độ nó là 5, nhưng mà cái điểm trục OI là x nó sẽ bằng 0. Rồi mình lấy cái điểm này mình thay vô cái đường thẳng D này, rồi cho cái điểm này thuộc với D để mình giải ra M bằng nhiêu. À, rồi tức là chúng ta gọi M, XM, YM đó là giao điểm của đường thẳng đó, và trục tung của đường hàm số này, của hàm số và trục tung tại điểm có tung độ bằng 5. Rồi từ đó mình sẽ suy ra YM 5
Thì là M5. MC là M là tiếp M những năm. Và sau đó chúng ta có M. M này cũng thuộc vô trục tung. Và nó thuộc OI, nó mắc ít. Chỉ M là một con. M là con 5. Rồi, M là con 5. Sau đó chúng ta lấy M này, chúng ta sẽ cho nó thuộc vô cái đường thẳng này. Vậy chúng ta sẽ x bằng không, y bằng 5. Rồi chúng ta giải ra 2m trừ 1 bằng 5, 2m bằng 5 bằng 1 bằng 6, m bằng 3. Rồi thì chúng ta kết luận và m bằng 3 là giá trị đặc biệt. Rồi, chúng ta sẽ đi vào câu số 7. Một cửa hàng nhập 10 sản phẩm gồm hai loại A và B về bán, biết mỗi sản phẩm loại A 9 kg, mỗi sản phẩm loại B nặng 10 kg. Tổng khối lượng của tất cả các sản phẩm là 95 kg. Hỏi cửa hàng đã nhập về bao nhiêu sản phẩm mỗi loại? Thì cái này chúng ta dùng hệ phương trình ha. Rồi, mỗi loại thì cái phương trình một á, ví dụ một sản phẩm là A 9 kg thì bao nhiêu sản phẩm, ít sản phẩm đi thì là ít, mình dùng tâm sức thôi, gồm 10 sản phẩm gồm hai loại đúng không, thì cái thứ nhất đó là theo số sản phẩm phương trình một, cái thứ hai đó, theo khối lượng 95 kg trong phương hai, thì cái này chúng ta sẽ gọi XC. Sản phẩm lần lượt là số sản phẩm loại A và loại B mà cửa hàng nhập về, loại A loại B cửa hàng mà cửa hàng nhập về. XC là thuộc là sao? Số tự nhiên có thể là có nếu như không nhập chưa. Rồi theo đề bài tức là chúng ta hiểu là sao, một cửa hàng nhập về 10 sản phẩm là A, mỗi sản phẩm là A 9 kg, tức là khối lượng sản phẩm là A là mình lấy một sản phẩm là 9 kg, ít sản phẩm là ít nhân 9 với 1 9 kg kg. Rồi khối lượng sản phẩm loại B là một sản phẩm là B là 10 kg, y sản phẩm là B, y nhân ngược từ 1 là 10 y kg. Rồi theo đề bài ta có hệ phương trình đó là gì, biết cộng y 10 đó, 10 sản phẩm hai loại, thứ hai đó là 9x cộng 10y và 95. Rồi ở đây chúng ta sẽ tương đương, ở đây chúng ta sẽ giải phương trình sao bằng máy tính, nếu có thể là chúng ta làm phương pháp thế, phương này thì giải bằng máy tính ha. Để ta giải hệ phương trình sao được nghiệm là mình bấm máy đây, mod 9 1 2 1 bằng 1 bằng 10 bằng 9 bằng 10 bằng 95 bằng 5 với 5. Rồi chúng ta giải là x bằng 5, y bằng 5. Rồi x của n là sao? N ha. Rồi chúng ta kết luận về cửa hàng đã nhập về 5 sản phẩm loại A và 5 sản phẩm loại B. Rồi là chúng ta hoàn thành được câu 7.
Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu số 8. Cho phương trình x bình cộng 2 mà x cộng m bình nhưng mà trừ 2 bằng con và kêu tìm m để phương trình có hai nghiệm x1 x2 sao cho biểu thức b đạt giá trị lớn nhất. Rồi chúng ta bài này chúng ta kết hợp vs tại vì nó không có tính chất đối xứng nên cho nên chúng ta vừa kết hợp vs và chúng ta vừa kết hợp với nghiệm thay vào nên chúng ta sẽ giải quyết bài này thế nào là xem em tức là tìm điều kiện này có hai phân biệt trước phương trình có các hệ số a bằng 1, b bằng m, c bằng m bình cộng m là trừ 2. Rồi chúng ta sẽ xét các cái biểu thức delta của nó. Xét delta b bình trừ 4ac, b là 2m bình trừ 4 nhân 1 nhân c là m bình cộng m là trừ 2. Thì 2m bình là 4m bình trừ 4m bình trừ 4m cộng 8 thì ở đây sẽ bằng trừ 4m cộng 8. Rút gọn. Rồi, chúng ta nói là để phương trình 1 có hai nghiệm x1, x2, hai nghiệm thôi chứ nó không yêu cầu hai nghiệm phân biệt. Đó, có hai nghiệm x1, x2 là khi và chỉ khi là delta lớn không. Chừng nào phân biệt thì nó lớn không. Lớn hơn con thì chúng ta tương đương với trừ 4m cộng 8 lớn hơn con thì tương đương trừ 4m lớn hơn bằng trừ 8 thì m chia xuống đổi chiều trừ 8 chia cho trừ 4 là chia cho âm đổi chiều bé bằng 2. Rồi chúng ta nói là với m bé bằng 2 thì phương trình 1 có hai nghiệm x1 x2 nên có một hệ thức PS tức là x1 cộng x2 bằng trừ b chia cho a trừ b chia cho a b là 2m a là 1 rồi trừ 2m rồi x1 nhân x2 là c chia a c là m bình cộng m trừ a chia cho 1 là m bình cộng m trừ 2. Rồi chúng ta thấy ở đây là có ít bình phương đấy chúng ta sẽ dùng cái công thức nghiệm ha vì x1 là nguồn của phương trình 1 nên khoảng này đó. Tức là mình thay tất cả này vô thành x1 bình x theo x nhỏ tại vì nó nghiệm nó phải cộng 2m x1 còn m bình cộng m trừ 2 bằng không. Rồi ở đây chúng ta sẽ chuyển qua đó là chúng ta rút chúng ta rút nguyên cái đó này nó sẽ bằng là trừ x1 bình trừ một bình thì bằng mình cái đó là mình chuyển ngược qua cái chuyện một bình để qua bên bên phải ha rồi chúng ta để đó rồi bây giờ chúng ta mới biến đổi cái biểu thức b đó chúng ta có này b như thế này chúng ta thay vào thì chỗ nào chữ x trừ một bình chúng ta thay bằng cái này đó. Còn tất cả cái này chúng ta để lại thì chúng ta có thể là do chơi à, tức là cái này có thể đặt là cái gì đó mình thích cái này do sao chẳng hạn rồi ở đây mình sẽ nhân vào để trừ về tổng tích 2m x2 cộng 3x2 cộng 3x1 cộng x1 x2 thì ở đây
chúng ta thấy rằng là gì, hai m một với hai m hai, chúng ta đặt nguyên điểm chung là hai m ra cộng x một cộng x hai, rồi ở đây là ba x một x hai, chúng ta đặt số 3 ra cộng x một cộng x hai, còn ở đây cộng x một x hai chúng ta để lại, còn cái m bình cộng m trừ hai để lại. Rồi chúng ta sẽ thấy đây có hai chiếc một với hai giống nhau, đặt cái biểu chung thì còn lại hai m ba x một và x hai, anh ta là x một x hai đâu ngoài cũng được hai m ba, và chúng ta ghi lại cái phía sau này, và chúng ta phải thay vô x một và x hai đó là hình thức vẽ, đó là trừ hai m và nhân hai m ba và x một nhân x hai là m bình cộng m trừ hai, và chúng ta ghi lại cái này, chúng ta nói là do hệ thức duy nhất, và chúng ta nhân vô trừ hai m nhân với hai m trừ bốn m bình trừ sáu m cộng m bình cộng m trừ hai, ghi lại cái phía sau, rồi lúc đó trừ 4m bình cộng m bình cộng m bình là trừ 2m bình. Đó, trừ 6m cộng m là trừ 4m. Đó. Rồi, trừ 6m cộng m là trừ 4m. Rồi ở đây chúng ta có cái gì? Trừ 2 là trừ 4. Rồi, như vậy chúng ta sẽ bấm máy cái này ra. Nó 922 trừ 2 trừ 4 trừ 4 nó sẽ ra là trừ 1 và trừ 2, thì trừ 1 chúng ta sẽ tính như thế nào, tại m trừ cho trừ 1 thành cộng 1, đó là trừ 2, thì chúng ta sẽ lập lượng như thế nào đây, với rồi cái bài này cũng không có dễ ha, m bé hai, m bé hai thì ở đây để tìm giá trị lớn nhất của nó, m bé hai thì cái bài này mình phải lập cái bảng giá trị của nó mình mới tìm được lớn nhất nhỏ nhất nha, chứ chúng ta không thể làm phương pháp thông thường. Rồi, chúng ta dẫn đề cái này lại. Chúng ta sẽ test FM chưa? Test cái hàm FM, test cái hàm số FM nó bằng như cái này. Rồi, thì cái hàm số FM có các hệ số A bằng trừ 2, B bằng trừ 4, C bằng trừ 4. Rồi chúng ta sẽ có tức là ở đây chúng ta sẽ xét hoành độ với tung độ đỉnh, hoành độ đỉnh và tung độ đỉnh, tức là hàm số xét hàm số FM đó là có ba năm ngon à. Có các hệ số chúng ta ghi gì luôn nghe, rồi có các hệ số, rồi thì chúng ta có hoành độ đỉnh đặt nó là xi đi, đặt nó là xi trừ b chia cho 2a, trừ b chia cho 2a trừ trừ 4 chia cho 2 nhưng mà trừ 2 tức là bằng 4 chia cho trừ 4 là trừ 1, rồi từ đó mình suy ra f của cái này là m, cái này chứ không phải là x, m y hoành độ đỉnh đó, f m y
tức là f của trừ 1 thì cho là chữ m hay là trừ 1 trừ 2 trừ 1 bình phương trừ 4 nhân cho trừ 1 trừ 4 rồi thì cái này nó sẽ ra là trừ 2 bằng độ đỉnh sẽ là tung độ đỉnh chưa? Rồi chúng ta sẽ làm cái bảng giá trị bạn biến thiên bạn biến thiên bạn biến thiên nó là một parabol nên là có cái bạn biến thiên mình đặt cái bạn biến thiên của cái parabol à. Thì ở đây nếu như chúng ta lập bạn biến thiên thì cũng được, và nếu không lập bạn biến thiên thì chúng ta sẽ làm thế nào? À, nếu chúng ta không làm biến thiên ha, không làm cái làm biến thiên rồi ta làm cái khác cho nó dễ hiểu không? Vậy điều kiện m này là bé một hai, à, như vậy chúng ta sử dụng cái công thức này ha, trừ hai m tức là m cộng một bình phương đúng không? M bình vô rồi cộng hai m cộng hai m nhân với trừ hai là trừ bốn một bình là một trừ hai vậy là trừ hai nhân đấy rồi như vậy chúng ta sẽ có này ta có m bé một hai rồi chúng ta cộng một theo dưới nhân m cộng một thì nó bé hai một tức là m cộng một bé mình ba m cộng một bé mình ba như vậy nếu bình phương là nếu bình phương là để coi lại để góc đây nha x bình cộng 2m x cộng m bình cộng m trừ 2 rồi thì thuốc B là trừ x một bình cộng hai m rồi cộng hai cộng ba cộng hai đúng rồi chúng ta kiểm tra lại nha rồi B bình trừ 4ac 4 một bình rồi đúng không? Trừ 8m là trừ 4m cộng 8 đúng delta lớn hơn không vậy chia xuống nội chiều hệ thức VS trừ B chia A C chia A đúng rồi như vậy chúng ta biết x1 là nghiệm chúng ta chuyển qua 2x1 cộng m bình trừ 2 đúng rồi chúng ta thay cái này 2x1 cộng m bình trừ 2 đúng rồi 2m cộng 3x2 để lại đúng rồi chúng ta phá ra nhân vào đúng luôn rồi kết hợp hai này lại đặt 2m đúng hai này đặt là số 3 đúng x1 x2 rồi hợp lý đặt x1 và x2 ra 2m 3 đúng ha và x1 x2 rồi cái này hợp lý chúng ta thay x1 x2 trừ 2m x1 x2 là em bình cộng em trừ 2 rồi ghi lại là hợp lý và cái này nhân vô là trừ 4m bình trừ 4m bình trừ 6m rồi cộng m bình cộng m trừ 2 rồi hình này đúng không hình này là rồi đúng rồi hình này là m bình cộng với m trừ 2 hợp lý rồi rút gọn trừ 2m bình trừ 6m cộng 2m trừ 4m rồi ở đây là trừ 2 là trừ 4 trừ 2 là trừ 4 rồi điều kiện là nó cho phương trình này đúng không tìm m để phương trình có hai nghiệm x1 x2 ta cho biểu thức này đạt giá trị lớn lớn nhất lớn nhất đúng không
Thì ở đây chúng ta cũng phải làm cái phương pháp đó được chưa? Đây trong người này ha, là ở đây chúng ta áp dụng cái tính chất của parabol. Đấy, parabol. Đấy. Đấy. Chúng ta xét cái tính chất của parabol. Thì cái parabol này chúng ta cũng xét giống như nãy nè. Đấy, xét hàm số này là một parabol có các hệ số. Rồi, đó, quanh đồ đỉnh. Là cái parabol này bây giờ mình sẽ vẽ cái parabol này ra. Bây giờ mình sẽ làm cái giá trị ra. Thì cái này là cái trị cũng không được nha. Như vậy chúng ta sẽ lập luận như thế nào để đánh giá được nó lớn nhất đây? M bé 2 thì ở đây lớn nhất M bé 12. Như vậy đây chúng ta sẽ lấy này là làm giống như nãy thôi, là M cộng 1 bình phương. Đó, M cộng 1 bình phương M bình nhân cho M trừ 4M trừ 2 đúng không? Rồi, thằng này thì nó sẽ sao? Thằng này nó sẽ tan có này. Nó tan có trừ 2M bình luôn luôn bé mà không. Đúng không? Rồi. Cái này nó tương đương mình sẽ trừ 2 em bé này nó sẽ là trừ 2 sẽ bé rồi trừ 2 này chính là chữ B sẽ bé và trừ 2 rồi. Thì dấu bằng xảy ra khi nào? Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi mà bình nó bằng không. Đó, mà bình bằng không thì một bình phương bằng không thì m bằng một nó bằng không thì m nó sẽ bằng trừ một. Hỏi m bé hai rồi. Vậy chúng ta kết luận vậy giá trị lớn nhất của vi thức B B là B nó sẽ bằng trừ 2 khi nào? Khi M nó bằng trừ 1. Rồi, để chúng ta hoàn thành câu số 8. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào con số 9. À, con số 9 như thế nào? Con số 9 là bài hình rồi. À, chúng ta có hai câu này có hai chính nhà bồi đi vào của chính trước à, chúng ta vẽ hình ra để chúng ta làm phương chính. Cho thành giác ABC vuông ở E có đường cao AH nên vẽ cái cạnh đứng vuông nhỏ hơn cái cạnh đứng ngang. ABC vuông E. Còn ABC là 60 độ thì chúng ta đo cho nó đúng cái số đo độ đó.
có thể là một tí cũng được, nhưng mà nên đo đúng nha. Còn cái độ dài 40 này mình chỉ lấy tượng trưng thôi, quan trọng là cái góc này mình vẽ cho nó đúng 60. Rồi vuông vẽ rồi có đường cao A, đó chúng ta vẽ đường cao ra. Rồi viết góc ABC là 60 độ. Rồi ABC là 60 độ. Rồi có thể là vẽ cái góc ABC ra luôn. Rồi. Mình 80 độ, độ dài BC là 40 cm. 40 cm. Tính độ dài AB quá đơn giản. Nên chúng ta sẽ dùng tỷ số lượng giác. Rồi, ta có lượng các tam giác ABC vuông vẽ. Đó là giả thuyết thì chúng ta sử dụng cái gì, dùng là có bằng kề kim huyền có góc B cosin góc B bằng kề là AB kim huyền là BC, cái này gọi là tỷ số lượng giác góc nhọn của tam giác vuông. Rồi chúng ta sẽ suy ra cái cạnh AB nhân là AB là BC nhân cosin là B. BC là 40, cosin góc B là 60 độ. Rồi chúng ta sẽ có máy này. Nếu là chúng ta làm từ từ là cosin 60 là 1 phần 2 là 0,5. Đó, thì chúng ta không biết thì chúng ta bấm máy. Đó là 1 phần 2 là 0,5. Thì 40 mà nhân 0,5 là 20. Rồi chúng ta tìm được ra AB 20. Sau đó chúng ta đi vào phần B. Rồi sau khi chúng ta tìm được phần A thì chúng ta ký hiệu vô trong cái hình xem coi đó là bao nhiêu ha. Rồi ở đây là 20. Rồi gọi điểm K thuộc đoạn thẳng AC sao cho HK vuông góc với AC. HK vuông góc với AC. Ta vẽ vuông góc. HK vuông góc với AC. Rồi đây là điểm K. HK và tính HK. HK này là bao nhiêu? Rồi thì chúng ta muốn tính được HK này, chúng ta sẽ làm như thế nào? Rồi muốn tính HK này thì chúng ta sẽ dùng cái gì để tính HK này? Dùng hệ thức lượng ha. Thì chúng ta sẽ dùng hệ thức lượng là gì? 1 chia HK bình, 1 chia AH bình, cộng 1 chia HC bình, được không? Để chúng ta có AB, đúng không? Chúng ta có AB rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm ra AC. Chúng ta cũng dùng tỷ số lượng giác bằng Pythagore. Rồi có AC, chúng ta tìm ra AH. Rồi có AH. Có AH, chúng ta có AH đúng không? Rồi. Thì chúng ta sẽ tìm ra CH. CH. Rồi chúng ta dùng hệ thức lượng mà ra. Chung là bài này cũng khó.
Tại vì muốn tìm trang nên sẽ đi vào từng bước cái nhé. Thì đầu tiên đây chúng ta có cái gì? Tam giác ABC liên tại A và có AH là đường cam. Tam giác ABC liên tại A và có AH là đường cam. Đó là giả thuyết. Đấy, chúng ta suy ra được cái gì? Dùng. Đấy, chúng ta dùng Pythagore nha. Là nguyên tử A dùng Pythagore là BC bình phương và AB bình phương và AC bình phương là chúng ta tìm thấy Pythagore. Rồi chúng ta sẽ rút ra AC bình phương lấy BC bình trừ AB bình, BC bình là 40 bình trừ cho AB bình. Rồi chúng ta có thể bấm máy ra 40 bình là 160 trừ 20 bình đó là 400 là 120 40 bình trừ 120. Rồi chúng ta sẽ lấy AC, ta lấy căn của 120, căn bậc 2 của nó 120. Đấy. Rồi mình sẽ bấm máy ra. Đó. Căn 120 nó bằng 20 căn 3. AC là bằng 20 căn 3 cm. Rồi chúng ta có được AC. Rồi chúng ta sẽ tìm AH, chúng ta có tam giác ABC với AN và có AH là đường cam. Chúng ta dùng hệ thức lượng AH nhân BC và AB nhân AC là hệ thức lượng. Đây mình sẽ rút ra được AH. AB nhân AC thì BC. AB là 20, AC là 20 căn 3. Thì cái BC là 40. Rồi 20 này nghe chắc là 2 này là 4 400 chia 4 là 10, 10 căn 3 tăng đi lẻ. Rồi chúng ta có ai hết rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm ra CH nha. Rồi đã có CH CH nhân CB cho bằng là CA bình phương hệ thức lượng. Rồi chúng ta sẽ rút là CH nhân CA bình chia cho CB. CA bình là 20 căn 3 bình đó, chia cho CB. CB là ở đây chúng ta đâu phải đúng là tìm CB, CB là BC nên là 40. Rồi 20 căn 3 bình tức là 120 cho 40, vậy là 30. Vậy chúng ta có được CH là 30. Vậy chúng ta cái này thì chúng ta có được rồi. Chúng ta nhớ có muốn tìm được các ca đúng không, thì chúng ta dùng là hệ thức lượng tiếp. Đây, là đây thì có tam giác A, thì có AH là đường cao. AH là đường cao của tam giác ABC giả thiết. Thì chúng ta suy ra AH sẽ vuông góc với BC. Đó là tính chất của đường cao. Rút ngắn lại là AH sẽ vuông góc với HC. AH sẽ vuông góc với HC vì H thuộc BC. Thì ta suy ra tam giác AHC vuông BC, AHC vuông BC. Rồi để cho là HK vuông góc với AC giả thuyết.
mà vậy mình xin nắp ca là đường cao nên tức là nắp ca là đường cao của tam giác ABC. Rồi chúng ta mới có được là tam giác ABC là C và có K là đường cao. Chúng ta vì suy ra HK nhân AC và AH nhân AC hệ thức lượng. Rồi sẽ rút ra được HK. Lấy AH nhân AC. AH nhân AC chia cho AH nhân AC chia cho AC. Thì ở đây chúng ta sẽ trước khi làm này chúng ta sẽ tìm HC trước. CH có rồi đúng không? Rồi AH có rồi là hai dương không? Rồi AH của chúng ta là 10 căn 3. Rồi HC chúng ta là 30. Và AC chúng ta là 20 căn 3. Thì đơn giản căn 3 đi. Và ở đây đơn giản căn 3 thì đây được là 3 trong chia 20. Đó là tốt gọn đi 10 là 30 chia là 15. Chúng ta tìm được K là 15. Vậy chưa từng cái gì độ dài đoạn HK K là 15 cm. Rồi là chúng ta hoàn thành được bài câu số 9. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu số 10. Rồi câu số 10 như thế nào? Ta vẽ hình ra cho tam giác ABC có ba góc nhọn AB, BA, BC nội tiếp trong trục tròn O. Trục tròn O với trục tròn đáp O là cái đề đó nó lên vậy coi nha. Nội tiếp trong trục tròn O rồi như vậy chúng ta sẽ vẽ cái hình đó ra thì chúng ta cũng nên vẽ đường tròn trước nhé. Hai hình thức tuyến của đường tròn O khác nhau là y. Cái bài này chúng ta vẽ cho nó quen thế này nè. Mình thấy có hai hình thức tuyến đúng không? Thì mình sẽ vẽ hai hình thức tuyến trước rồi mình đặt cái điểm nó vô mình sẽ hay cho mình vẽ cái điểm ha. Đấy, nên ở đây chú ý là cái hình này rất là quan trọng. Nên người bạn vẽ nó đúng cách là quá dễ lắm. Rồi, chúng ta xem cách vẽ hợp lý nhất là đây. Rồi, ta lại ở đây. Ta nên vẽ hai cái tuyến trước là chúng ta đặt cái điểm vô sao. Sau này những cái bài cái kiểu này chúng ta nên chú ý cái cách vẽ giống như hướng dẫn này. Đấy, chúng ta vẽ ra thì ở đây nó kêu là tiếp tuyến tại đâu tại A và C. Đấy, như vậy chúng ta sẽ đặt A C hai cái vị trí này A ở đây C ở đây được rồi tam O ở đây. Đó, bây giờ chúng ta vẽ cái tam giác nó ra đúng thì BA nó nhỏ hơn BC lúc này chúng ta lấy B đây chẳng hạn nhìn như vậy rất là dễ nhìn rất là quen. Rồi chúng ta đặt đây là chữ B. Rồi hai tiếp tuyến này cách nhau tại Y. Rồi chữ Y như nào ngoài này. Đó, đây là chữ Y. TVI cắt đường tròn O tại điểm thứ hai là D. Rồi chữ Y đây. Đáng lẽ cái tia mình kéo dài qua Y nhưng mà không cần nữa. Rồi các đại điểm D và là chưa chứng minh cái giác OAIC là tuyến OAIC là tuyến một cái bài này quá dễ hai thứ tiếng là đâu này chúng ta gọi hai thứ tiếng nó đây
hay di chuyển ra. Tại chúng ta xem bị vô trong đó những cái thông tin của cái đề ha. Và đây là O. Đây. Và đây là N. Và đây là C. Đây là I. Và đây là D. Đây là B. Rồi. Cách nhau phải đi. Cái này rất là dễ. Thì để làm được bài tập đó cho các câu tiếp theo thì chúng ta sẽ cần các cái hình cũ. Đây là hình đó đi. Để xem như hình là hình cũ đi. Thì khi mà đề cho hai cái tiếng khác nhau thì chúng ta biết được cái gì, đúng không? Thì chúng ta sẽ biết được đó là ở trên này là có tính chất hai cái tiếng khác nhau, tức là IA và IC. IA và IC và OA và OC. OA và OC là hai tiếng khác nhau và hai cái đường phân giác của nó, tức là đây góc này là bằng góc này, góc nó bị chè đến giữa, tức là AIO bằng là CIO ở hai cái góc này cho nó là màu đỏ bằng nhau. Rồi hai cái góc bên này cũng bằng nhau, đó là màu xanh. Chúng ta nên làm như thế này vì mấy cái câu sau chúng ta mới làm được, câu còn chúng ta không làm. Mấy câu sau là rất là khó. Và chúng ta sẽ sử dụng đó là đường trung trực, tức là cắt đều AB là đường trung trực của đoạn thẳng. OY là đường trung trực của đoạn thẳng AC, tức là cắt đều đó IA và IC, OA và OC thì nó là đường trung trực. Rồi khi mình có đường trung trực rồi thì nó vuông góc, vuông góc tại trung điểm luôn. Rồi sau đó mình mới khai thác liên quan đến hệ tích lượng, nhưng mà hệ tích lượng thì mình không có ghi đây được ha. Tức là nó có hệ tích lượng là trong tam giác là IAO vuông tại I, vuông tại IA và có đường cao là đường này AC, tương tự ICO cũng vậy. Rồi thì chúng ta sẽ dùng góc nha. Thì cái góc A này đó, nó sẽ bằng góc O này, giờ nó cùng phụ với góc I. Rồi góc C này, nó bằng góc O này, cùng phụ với góc I dưới. Ở trên là nó màu xanh. Cái góc A này này chỉ góc I này nó bằng nhau, cho nó cùng phụ góc A xanh, cho nên là phải ghi nó màu đỏ. Góc này nó màu đỏ. Rồi tiếp theo là nó cho là cái gì? IB đúng không? Cắt đường tròn O tại D, tức là cái đường tròn O này mình có thêm một cái cạnh quyến thì góc tạo về cái tuyến và dự côn là chúng ta phải nắm. Chúng ta phải nối là cái đường này lại, chúng ta có thể cho nó một vòng của nhau nối lại thì cái góc của mình nó bị rẽ ra, mình để như tuyến giữa để một cái tuyến góc đó. Cái góc xanh nó chính là I A C, tương tự cái này. Và chúng ta dùng góc tạo về tuyến tuyến là dự côn thì cũng như côn AD này, thì cái góc đó là gì? IAD. À, thì tôi đặt cái góc này là màu xanh thì nó sẽ bằng cái góc là D BA cũng là màu xanh, và cái góc dưới đây ICD tôi đặt cái góc dưới đây nó là màu cam, thì cái từng góc là DBC cũng là màu cam. Đấy. Rồi chúng ta có tính chất hệ quả góc và tiêu tiến về dự côn, vậy thì chúng ta sẽ khai thác cái tuyến nhất và tiếp ABCD trong đường tròn. Thì cái cung đầu tiên đó là AD đi, đó, là màu trắng, cái góc B là góc C dưới cho màu xanh. Đó là cái cách mà mình cho hát về nhé. Rồi tiếp theo là cái cung CD này. Thì nó có cái góc B màu cam, cái góc bên này, góc A bên này nó là màu cam. Rồi tiếp theo cái góc cái cung AB thì cái góc D với cái góc
A, C, B này chưa có thì phải đặt ở đây là cái gì với góc nào rồi. Rồi gì đó đây cũng mình thích mình đặt không? Nếu ví dụ là xanh lam thì cái này xanh lam ở đây chính giữa đó. Còn mình phải hiểu chính giữa là A, C, B đấy. Và cuối cùng cái khung là BC này thì có hai góc. Đó là góc D này là B, D, C. Thì đặt nó cái màu gì đó mình thích rồi mình đặt vào đó ha. Cái màu vàng thì cái góc này là B, C, đây cũng là màu vàng. Đó, để phân biệt ra rồi mà hiểu như vậy là dễ. Bây giờ nó kêu mình chứng minh tứ giác là A O I C rồi tiếp A O A O O A I C quá dễ thì chúng ta biết là tứ giác nội tiếp có 5 cách và chúng ta sử dụng cái này là tổng hai góc đó bằng chân tám tức là góc I A O 90 I C O thì là bài này phải dễ ha. Cái câu này chúng ta không cần vẽ thêm thông tin gì trong cái hình góc nữa, chúng ta lấy hình góc đó chúng ta làm được rồi. Chúng ta có đây, đây là gì? Chúng ta có này là cái đề cho mình tham khảo ha. Rồi chúng ta là IA là chuỗi tuyến, là chuỗi tuyến của đường tròn O tại A giả thiết thì mình suy ra IA sẽ vuông góc với OA đó là tính chất. Rồi mình sẽ suy ra góc IAO là 90 IAO 90 thì thêm một góc nữa đó là IBO đó là phải IB là tiếp tiến từ O về B thì cũng là suy ra được là IB nó sẽ vuông góc với OB thì suy ra được góc IBO là 90. Rồi chúng ta sẽ xét cái tứ giác thêm được bài OEIC đó IAO cộng với IBO rồi là 90 IBO IAO IBO nha IBO là tiêu chuẩn của đường tròn OBC, IC nó là OC, IC là 90. Rồi ở đây chúng ta chọn lại là 90, chọn 90 là bằng 180. Chúng ta sẽ suy ra tứ giác A O O A IC nội tiếp tức là dấu mình biết hai cái bạn ghi cụ thể là tứ giác tổng hình có 180 độ. Rồi là chúng ta hoàn thành được câu A. Chúng ta sẽ đi vào câu B. Rồi câu B như thế nào? Đấy, câu A là như thế. Rồi câu B nó kêu mình chứng minh IC bình và IB như ID quá dễ rồi. Cái kiểu này thì nó có bốn cách đồng dạng phân giác ta lép hay tức lượng và bài này thì chúng ta nhìn vô cái cạnh IC xuất hiện hai lần ID IB thì thường hai lần xuất hiện một là hệ tức lượng hai là đồng dạng thôi chứ còn phân giác với ta lép là không xuất hiện hai lần cho nên cái bài này chúng ta sẽ không phải sử dụng hệ tức lượng rồi ha. Chúng ta dùng đồng dạng bắt cả IC ghép IB IC ghép ID thì là ICD IBC thì nó có góc I là một chung và góc C là một B là một K đó. Cho nên đồng dạng theo trường hợp góc góc là xong nói chung rất là dễ ha. Rồi thì cái bài này cái hình góc nó như thế này rồi chúng ta sẽ bổ sung thêm vô hai cái góc mà mình đang sử dụng để gọi là cái bài tiếp tiến về vuông cung chúng ta nói cái này lại cái nào mới chúng ta nói là màu đỏ ha. Cho biết đó là chúng ta đang sử dụng cái tính chất của nó. Cho cái này nó là màu đỏ. Rồi, cái này cũng là màu đỏ. Hãy
Đấy, chúng ta có là gì? IC là phiếu tuyến của đường tròn O tại C. Giải quyết. Và phần C là góc ICD. ICD nha. Bằng cái góc DBC. DBC. Đó là hệ quả gốc là về phía tuyến là đường cung. Rồi, BC chúng ta kéo nó ra là IBC. IBC thì D của IB là DI. Rồi, chúng ta sẽ thêm tam giác để chứng minh đồng dạng. Xét các tam giác là ICD và tam giác IBC. Đó. Rồi, hai góc này bằng nhau, chứng minh rằng là góc chung là Y. Chúng ta ghi góc Y chung như thế nào? Cái đầu tiên chúng ta ghi là CID giữa đầu chuỗi. Cái thứ hai chúng ta ghi giữa đầu chuỗi là BC, chúng ta góc chung. Rồi, chúng ta có hai tam giác này sẽ đồng dạng theo trường hợp là góc góc. Rồi, hình giá này đồng dạng theo trường hợp là góc góc. Thì chúng ta sẽ suy ra được cái cặp cạnh tỷ lệ là sẽ xuất hiện cái IC hay là vậy đây chúng ta lấy IC bên trái chia cho IB bên phải. Cũng có IC là chúng ta lấy IB bên trái chia IC bên phải. Tức là cùng một bằng tỷ số đồng dạng. Còn mình đang kéo là C, C được đi đen. Rồi, là chúng ta hoàn thành được con B của bài công nghệ bệnh nhé, ý B của công nghệ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào ý C. Ý C như thế nào? À, chúng ta sẽ khác cái trên này nè. Loại M là trung điểm của BD. BD đây, M là trung điểm. Rồi, mình sẽ nói M là trung điểm. M là trung điểm của BD. Rồi, đây là M. Chúng ta chưa hiểu chương trình mình đó, nó là như thế. Rồi. Chia xem mà các trường tròn ô là điểm thứ hai là em. Xem mà các trường tròn ô là điểm thứ hai là em. Rồi, chứng minh em vô vuông góc với A em vô đây vuông góc với A em. Rồi, cái bài này cũng không có nhưng mà cũng không phải dễ nha. Rồi. Như vậy cái hình đó thầy vẽ là hình đó nên cho nên hiểu. Rồi mình lấy trung điểm này. Rồi vẽ lên đây là em ngồi. Anh ngồi là trung điểm này. Nghe là trung điểm. Rồi. Tiếp theo là nó nói là CM. Đúng không? CM. Nên các trường tròn là em. Rồi. Là vẽ xem lại rồi. À, các đường tròn này vẽ em. Đấy.
Rồi, chứng minh tài xem ngọt và chứng minh tôi ngọt cũng góp với hai em và cái hình đó là như thế. Làm sao mình chứng minh ôn ngọt của hai em, cái cách nào đúng không, thì chúng ta phải đi từ cái giả thuyết đó này. Nó cho mình M là trung điểm BD thì mình phải biết kiến thức liên quan đến trung điểm của nhị cung, tức là OM sẽ vuông góc với BD, OM sẽ vuông góc với BD, cái này mình biết là thua rồi, đó là căn bản và chúng ta phải biết OM vuông góc với BD. Thì khi cái dạng hình này thì chúng ta có 5 điểm là trục tròn IAM OC trục tròn, và trục tròn thì chúng ta phải khai thác cái nguồn góc à, đó. Đó. Nhưng mà cái điểm E này làm sao? Nó có cái đặc điểm là như thế nào, nó đi qua M đi C thì cái góc 5 điểm là vòng tròn thì cái góc IMC là góc này, nó sẽ bằng cái góc là AC, IAC là màu xanh, cho nên cái này mình sẽ để nó là màu xanh. Cái này mà màu xanh này nó cũng là IC, và cái góc AEC cũng bằng màu xanh luôn, tại vì góc tạo vệ tiếp tuyến là vi côn, tức là IC là vi tuyến, AC là vi côn, thì góc E này cũng như góc C là xanh luôn. Rồi như vậy hai góc này ở vị trí đồng vị song song và IM nó vuông góc với BD đúng không, vậy OM với BD mà cái BD này song song với AE cho nên OM cũng góc với AE. Đó. Rất là dễ, chúng ta cũng hiểu được cũng làm thế các bạn, cơ bản thôi. Thì đầu tiên chúng ta dùng là ở đây chúng ta dùng là đầu tiên chúng ta phải chứng minh nó vuông góc ở đây trước à, là OM vuông góc ở BD. Đó là cái kiến thức mà mình phải nắm. Còn mà nó có BD. Rồi, vì 5 điểm này cũng được được tròn. Đúng không? Thì cái góc I, M, O, góc này. Góc này. Cung qua 3 điểm. Đó, mình sẽ cho góc này. Đó, cho màu xanh đi. Đó, ta sẽ bằng cái góc là IAC. IAC. IAC mà IAC này nó cũng bằng cái góc là EAC, nó không phải tiếp tuyến là chỉ cung là tiếp tuyến này IA nó cũng bằng cái góc là AEC đó, cũng bằng cái góc AEC. Rồi, như vậy hai góc nào vị trí đồng vị à, chỉ AE với đồng vị D song song mà OM với đồng vị D thì OM sẽ vuông góc AE kết thúc bài toán. Ngay nhịp chung thì cái đề thi tuyển sinh này cũng rất đơn giản, không có để lấy 10 điểm ha. Rồi, thì chúng ta đi vào câu cuối cùng của đề này. Rồi, kết quả đây. M là trung điểm của BC. Trung điểm của BD. Đây, giả tiếp. BD. À, trung điểm của
nếu em mà cùng điểm thì ô em mà nó sẽ buồn gọi về đêm là suy ra ô em mà hay là ngồi mình giống với cái đèn sẽ buồn gọi về đêm và về đây là gì luôn là gì luôn chỗ đường đỏ là hai này là giả thiết chung sẽ là liên hệ giữa đường chính là gì luôn và gì luôn rồi mà không có đề để đó là mình sẽ có là cái gì em mở về đề C ra em O kéo dài lên nó sẽ vuông góc với Y em vì sao vì Y D quen B thẳng về mình sẽ suy ra được cái góc Y em O là 90 Y em O là 90 là 90 lên rồi như vậy IMO là chữ nôi và nãy có em chúng ta có cái tứ giác AO IC là tiếp rồi chúng ta sẽ đưa chung cái này và chúng ta sẽ suy ra được đó là gì chúng ta xét tứ giác đó là IAM đi OC đó IMO chọn ICO và 90 và 90 và 80 độ đúng chưa này và cô em thì mình suy ra tứ giác thì em cô sẽ là tứ giáo được các tứ là tứ như vậy sẽ đặt cái này là số 1 thì cái câu A chúng ta đừng có tứ giác này tiếp là câu A đặt cái này là số 2 rồi mình biết là việc qua ba điểm đó không đẳng hệ thì có duy nhất một trường tròn ngoài tiếp tương giác nó thôi trong cái trường hợp này nó giống như ba chữ là Y O và C trên 5 điểm mình cũng thuộc được tròn nên từ 1 và 2 đây là 5 điểm Y, A, M, O, C cùng thuộc được đó đó vì mình sẽ suy ra được cái góc đó là Y, M, C tức là cái góc là Y, A, C đó là tính chất là mình đặt là số 3 hay là cái tính chất của tứ giác là 5 điểm được chọn nha hay là hệ quả là tiếp cũng được hoặc là tính chất thì. Rồi thật là IC là tiếp tiến tiếp tướng của đường tròn O IA là tiếp tiến của đường tròn O tại E và tiếp thì chúng ta suy ra đó IAC ốc là vậy tiếp tiến mình cùng và AEC AEC đó là để gọi nó là vậy tiếp tiến là gì cùng chúng ta là con số 1 rồi từ 3 là 4 chúng ta là cầu 3 và chúng ta suy ra đây IMC sẽ bằng là IEC, IEC đó mình cũng bắt đầu qua IEC
Rồi nó có thật rất hình ảnh nhau ở vị trí đồng tụy, cho nên hai điều hạnh sau là chúng mình xét hai điều hạnh, xét hai điều hạnh là xét hai điều hạnh nhé, hai điều hạnh nào đây, đó là y em và a em đó, hai cái góc này bằng nhau y em c và a c chính như trên, và hai góc này ở vị trí đầu vị, cho nên suy ra hai điều hạnh tạo ra cặp góc đồng vị sẽ song song, cặp góc đồng vị bằng nhau sẽ song song. Này là của lớp 7, suy ra được đó là IM sẽ là song song thì AM mình ghi là BD được, ở vị BD thì lại xét BD được cho nên BD im mà trong tâm với BD AM, cái này là im mà để mình sẽ đổi lại là BD và AM rồi xin ra thì lên song song với AM, cái này là tính chất dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song. Rồi, ta có cái gì? Ta có này. Ở đây là ô là nhỏ nó phải về đề chứng nhìn trời và bạn về đề xong xong này chứng nhìn trời thì theo lớp 7 theo lớp 7 là như thế nào thì chúng ta sẽ suy ra được đó là mô từ góc này này là sao, cái này là quan hệ giữa tính nguyên góc và tính nguyên sau, và điều này chính là và là chúng ta hoàn thành cái đề này rất là cũng hay nhé, nên là cũng cơ bản không quá khó, rồi cũng chào tạm biệt em.